Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lớp học từ xa qua mạng mang tên eHackSupTor. Tôi sẽ giải thích trình tự cho các bạn nhé. eHackSupTor được tiến hành trên Google Chrome. Nếu trên máy tính không có Google Chrome thì các bạn nhớ cài đặt rồi bắt đầu học nhé. Các bạn đánh chữ eHackSupTor trên Google Chrome thì sẽ nhìn thấy eHackSupTor ở trên cùng. Chúng ta cùng ấn vào đó nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy eHackSupTor của rất nhiều địa phương trên màn hình. Vì chúng ta đang ở Daegu nên cùng ấn trường tiểu học, trung học cơ sở, khu vực Daegu. Bây giờ chúng ta cùng đăng nhập vào eHackSupTor. Chúng ta đã nhận được tên tài khoản và số bí mật của giáo viên chủ nhiệm rồi, vậy thì cần ghi vào là được. Nếu không biết tên tài khoản và số bí mật thì cũng đừng bối rối. Các bạn chỉ cần hỏi thầy cô chủ nhiệm là biết được tên tài khoản và số bí mật thôi. Vì chúng ta đã nhận được tên tài khoản của thầy cô cấp cho, nên sẽ ấn vào tài khoản được cấp có màu vàng này nhé. Tiếp theo, nhập tên tài khoản, sau đó nhập số bí mật. Nếu các bạn lấy số bí mật của thầy cô cấp cho đăng nhập vào, thì sẽ hiện lên màn hình yêu cầu thay đổi số bí mật. Số bí mật phải từ 8 đến 16 chữ, được kết hợp bởi chữ in thường, chữ số và ký hiệu đặc biệt. Trước tiên, ghi số bí mật hiện tại, sau đó ghi số bí mật mới, cuối cùng ghi lại số bí mật mới một lần nữa. Wow, chúng ta đăng nhập vào được eHackSupTor rồi, nhìn thấy tên của thầy cô giáo chủ nhiệm rồi. Ấn vào chữ vào lớp thì các bạn có thể vào lớp của thầy cô giáo mình. Chúng ta đã tìm hiểu cách học từ xa qua eHackSupTor. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé!